Yeah. My name Virginia hả? Virginia. Cũng cùng tên, ra từ ông nội mới. Ủa tên đó là tên mới của Kim Ngân ha? Kim nội mở 600 là gì? Hay gì bay thử luôn trên vậy, đó. Vậy Kim Ngân tên tiếng Anh là gì? Virginia hả? Nghĩ tên gì? Họ là cậu Trung hả? Không, Kim Ngân là tên tiếng Việt. Bây giờ tên tiếng Anh của Kim Ngân là gì? Cảnh sát với cậu Trung một thứ. Đâu phải cảnh sát đâu. Nếu gọi là, con gọi là giống một thứ. Giống gì? Có một tên 17. Tên gì vậy? Cái gì đó? Có hoa mai nữa nè, đẹp chưa? Đó, có hoa mai nữa đó nha. À, năm mới mình gọi điện qua chúc Tết ra mẹ Kim Ngân nha. Dạ, để coi ba tính sao tính. Ừ. Kim Ngân chúc mẹ gì? Chúc Tết, chúc mẹ sống lâu trăm tuổi ha. Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ. Nói gì ba hôn là tốt sao? Vậy hả? Hoa mai đẹp quá à. Có được cái bông mai mới thấy Tết đây nè quý vị ơi. Kim Ngân thích bông mai không? Dạ thích. Thích mai hay đào? À, Kim Ngân thích đi coi mấy cái ngày mai ra gì ba dẫn đi coi mấy người ca sĩ hát nha. Ngày mai trưa trưa đó 1-2 giờ đó Kim Ngân ghé gì ba, có gì ba ngoài tiệm. Có gì ba đón con. Ừ. Mấy giờ Kim Ngân dậy? Thì cũng giờ bữa hôm gì ba dẫn đi gì đó đi coi đá banh hả? Đi ăn phở. Đi coi đá banh đó phải không? Thì cũng khoảng chở 7 giờ sáng hả? Vậy là mùng 1 mình sẽ đi rước Kim Ngân nữa nha. Nhưng mà Kim Ngân phải mặc áo dài đỏ nha. Nha. Là ngày mai á, về ba lại rước đó nha. Ừ. Nhớ đó nha. Mai Kim Ngân mặc áo dài đỏ. Được không ba? Đợi anh bích bỏ rồi. Được không? Sao chở giống con gì ba làm Kim Anh. Kéo chở đi xe. Mai là ở ngoài theo cho nó anh có hát nguyên ngày luôn. Dạ. Trong nội đi baby sit. Kim Ngân nhìn hình Kim Ngân có cái bông mai trông đẹp ghê không? Đẹp đấy. Beautiful phải không? Bây giờ Tết ra Kim Ngân lì xì cho dì ba gì vậy? Messi hả? Lì xì cho dì ba Messi hả? Thôi lì xì cho dì ba, cho dì ba nhuộm tóc đi. Ngày đó khai trương cho dì ba để dì ba làm ăn phát tài đi. Được không? Ta kéo khách vô đông cho dì ba được không? Cũng thấy giống như... Đâu giống đâu, Kim Ngân ngồi nhuộm tóc là khách vô nhuộm đòi nhuộm màu của Kim Ngân quá trời luôn. Kim Ngân không nhuộm, cái khách không ai vô nhuộm nữa hết. Thấy không? Kim Ngân nhuộm cái là dì ba có khách vô quá trời luôn. Mai nhuộm nha. Mai nhuộm nha. Mai lì xì cho dì ba, cho dì ba nhuộm tóc nha. Con éo. Nhớ nha. Mai mùng 1 tưởng cho dì ba leo cây đó. Từ từ nha. Tư thế đi với mẹ. Hồi nãy biết Quan Thế Âm Bồ Tát rồi nữa nha anh. Nãy đi chùa đó. Biết cái này là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó lớn lắm gì ba. Nhưng mà biết sao sợ gì phải không? Sợ mấy người mà hát cải lương. Kim Ngân sợ mấy người hát cải lương.
đó, đó tiếng mẹ đó, tiếng mẹ đó. Thôi tắt tắt. Nhiêu gì ba? Gì? 13030. Đâu? Đúng rồi, 13030. Là con trai gì ba? Gì ba đâu con đâu. Đúng rồi. Gì ba còn virgin mà. Hả? Đúng rồi, nói gì ba hiểu không? Nói hiểu. À 13030 nè. Bây giờ đánh số hả?